trunggstore.com, mua Robux, Game Pass, Account, cày thuê, uy tín giá rẻ tại trunggstore.com. Truy cập ngay, link shop ở phía dưới phần mô tả. Xin chào các bạn. Theo lịch thì ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8, admin sẽ có một video show toàn bộ skill của trái đầu Awakening. Tuy nhiên thì họ đã thay đổi ý định, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ không được xem show skill của đầu Awakening. Dù gì thì thời gian update 17 part 3 ra mắt thì cũng đã đến gần. Ở video này, mình sẽ phân tích chiêu thức của trái ác quỷ đầu Awakening. Chiêu thức của trái ác quỷ này sẽ có rất nhiều khả năng bá đạo. Đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách like video và đặc biệt là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn. Quay trở lại chủ đề chính, trái đầu V2 sẽ sở hữu đến 7 skill có thể được coi là bá nhất trong Block Fruit. Và giờ thì anh em hãy cùng mình phân tích qua bộ chiêu thức của trái ác quỷ đầu Awakening nhé. Đến với skill 1 của trái đầu V2, khi thi triển, người sử dụng sẽ tạo ra một nắm đấm bằng mochi ở nhiệt độ cao và có hơi lửa bao quanh. Skill 1 này tựa như skill Z của trái đầu khi ở V1, thì khi Awakening lên, phạm vi tấn công và uy lực của skill này đã được nâng cấp lên rất nhiều. Nếu ai trúng phải đòn tấn công này thì người đó sẽ bị kéo theo hướng di chuyển của nó và gây sát thương. Đến với skill thứ hai, skill này có khả năng khống chế và đồng thời gây sát thương. Nếu dính phải, anh em sẽ bị khống chế và bị di chuyển liên tục, sau đó là đáp đất. Khi này thì người sử dụng đau V2 có thể canh vị trí đáp đất của đối thủ và tung ra các combo khác để tấn công. Đây sẽ là một chiêu thức vô cùng khó chịu. Ở skill thứ 3, đây cũng là một kỹ năng khống chế cực kỳ khó chịu. Skill này sẽ tạo ra một vũng mochi xuống dưới mặt đất, và nếu đối thủ dính phải, họ sẽ bị khống chế lại. Điểm yếu duy nhất của skill này đó chính là sẽ không có tác dụng nếu đối phương ở trên không. Nhưng một khi người nào đã dính phải kỹ năng này, chắc chắn sẽ rất khó để có thể thoát ra được. Khi này thì người sử dụng chỉ việc tung đòn để kết liễu. Có thể nói, skill thứ 3 này là một kỹ năng đặc biệt nguy hiểm. Đến với skill thứ 4, đây là một kỹ năng tấn công tầm gần. Khi thi triển, anh em sẽ tạo ra một nắm đấm khổng lồ bằng mochi. Nhìn skill này khá là ngầu anh em ạ, và mình rất mong chờ để có thể được trải nghiệm toàn bộ skill của trái đầu Awakening. Đến với skill thứ 5, đây là một skill có thể nói là không thể thiếu của trái ác quỷ đâu. Và nó cũng được coi là skill khó chịu và mạnh nhất của trái đầu Awakening. Skill này sẽ tạo ra nhiều cánh tay mochi, sau đó đấm liên tục vào hướng được chỉ định. Và nếu dính phải đòn tấn công này, tỷ lệ thoát khỏi là 0,1%. Skill này sẽ khống chế cực lâu, đồng thời gây một lượng sát thương vô cùng lớn.
Giờ thì chúng ta sẽ đến với skill thứ 6 của trái đau Awakening. Cách thức để sử dụng skill thứ 6 này, đó chính là anh em sẽ nhấp vào màn hình để thi triển. Khi này thì sẽ tạo ra một cánh tay bằng mochi. Một lượt nhấp, anh em sẽ tạo ra một cánh tay bằng mochi để tấn công. Đến với skill thứ 7, skill cuối cùng. Nói đơn giản thì skill này là sự kết hợp giữa hai skill C và F của trái đau V1. Skill này sẽ mang lại cho anh em khả năng di chuyển rất tốt trên mặt đất. Khi kết thúc thì anh em sẽ tạo ra một cây chùy gai bằng mochi để tấn công. Ok, và đó là 7 skill của trái đau Awakening mà mình đã dự đoán. Nếu anh em thấy video này của mình hay, đừng quên like video, đặc biệt là nhấp vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở video sau.